Được rồi, tôi nghe và hiểu như chị cậu nói rồi. Bây giờ tôi về, cậu tiếp tục làm việc đi. Anh về. Vậy nha. Nhóc con, mày định cướp quyền của cậu mày à? Cậu chờ con lâu chưa? Tới rồi. Dạ. Tôi ly cà phê đá đi. Dạ. Có chuyện gì sao cậu không kêu con ra nhà hàng, bắt con ra đây làm gì? Nhà hàng đông khách, cậu muốn nói chuyện riêng với con? Có chuyện gì nghiêm trọng gì cậu? Tất nhiên là nghiêm trọng rồi. Cậu nghe nói con muốn quản lý nhà hàng hả? Ủa, ba có nói cho cậu biết rồi hả? Mà có thật vậy không? Dạ phải, việc đó có gì sai đâu cậu. Con không có năng lực quản lý, ngựa non háo đá, bộ tính leo lên đầu cậu ngồi hả? Sao cậu biết cậu không có năng lực? Cậu chưa thử sao cậu vô kết luận vậy? Dạ mời anh. Bộ cũng tự quản lý một cái nhà hàng dễ lắm hả? Ba cái kiến thức sách vở còn học ở nhà trường chỉ là lý thuyết thôi, vào thực tế rồi mới biết con à. Cậu đừng xem thường người khác như vậy. Không phải cậu xem thường, mà sự thật là như vậy. Cô nói thiệt, con không thích cách quản lý của cậu. Vì cậu quản lý chưa tốt nên cô muốn làm cho tốt hơn thôi. Bất dạy, mày xem thường cậu quá rồi đó. Tao nói cho mày biết, dù tao có làm cho nhà mày, nhưng tao vẫn là cậu của mày, mày biết chưa? Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Anh cãi nhau với cậu làm gì? Anh đã muốn cãi nhau vì cậu khiêu khích anh trước chứ bộ. Chuyện người lớn, anh đừng có nóng quá. Anh lớn rồi, anh muốn làm việc gì đó phụ giúp gia đình, mà cậu anh là rào cản lớn nhất đó. Nhưng mà anh nói cũng có lý. Cậu làm cho nhà anh nhiều năm rồi, anh muốn thay đổi cũng phải từ từ, đâu phải muốn là được liền. Thay đổi, đợi từ từ, chắc quán mới hết khách quá. Cậu anh là người bảo thủ lắm, không bao giờ nhận sai về mình hết á. Người lớn có lý của họ mà. Nhưng anh đừng buồn, em xin nghỉ, đi chơi với anh nha. Chào em. Chào chị. Bài viết vừa rồi của em khá lắm, độc giả phản hồi rất tốt. Vậy em hả đọc chị? Đi. Em vui quá à. Nhưng mà em còn phải học hỏi gì dài dài đó nha. Em khiêm tốn quá à. Nghề viết rất cần những người năng động như em. Em cố gắng phát huy chưa? Dạ, em sẽ cố gắng có nhiều bài viết giống như chị. Đúng là miệng lưỡi nhà báo. Thôi hai em ở lại nói chuyện vui vẻ nha. Chị đi đây. Chào chị. Em chào chị. Nè, anh ngồi ở đây, đợi em một chút nha. Em vô xin phép, hai đứa mình cùng đi ha. Đi. Đi. Anh vẫn còn buồn em hả? Đi chơi với em phải vui lên chứ. Đâu có, tại em. Tại em bướng bỉnh quá nên anh buồn. Anh dám chọc em hả? Đánh chết anh nè. Quên đi. Nè. Anh nè, gì em? Má em giục tụi mình cưới đó. Nhà có mình em nên ba má nôn nóng. Anh muốn lo sự nghiệp cái đời, việc cưới sinh tính sao? Mình cần gì sự nghiệp hả anh?
Ba mẹ em thường sức lo cho em và anh mà. Em cũng chỉ đi làm cho vui thôi. Anh không nghĩ như vậy đâu. Anh muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Với lại tụi mình còn trẻ, anh muốn thử sức. Thử sức? Anh muốn để em chờ tới dài cổ luôn. Không có đâu mà, từ từ sẽ đến thôi. Tuy là dì chưa có gặp má con, nhưng mà dì có coi qua mấy tấm hình lúc trước. Con á, thiệt là giống má của con quá đi à. Từ lâu rồi, dì rất muốn gần gũi với mấy đứa. Nhưng mà dì cảm thấy mấy đứa chưa có sẵn sàng cho dì cơ hội. Nhiều khi dì cảm thấy buồn lắm. Vai diễn rất hay, nhưng có lẽ người diễn viên cần biết lúc nào nên rút lui để tránh cho khán giả nhìn thấy sự quá lố của mình. Vì sao vậy? Chị xin lỗi dì. Tại con thấy dì với em Mai nói chuyện tình cảm quá nên con không muốn xen ngang. Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chắc con phải xin lỗi dì lần nữa quá. Hồi nãy tình cờ đi ngang qua, con thấy hai người đang nói chuyện. Con nghe dì nói là Mai có nét giống mẹ con. Mà trước đây á, có một lần dì cũng nói là con rất giống mẹ. Nhưng mà con với em Mai lại có điểm khác nhau. Như vậy là phải có một lần dì nói dối. Vậy dì có ý đồ gì đây? Dì thiệt buồn lắm á. Dì lấy ba của tụi con mấy năm rồi mà chi vẫn ghét gì như vậy đó. Chắc là mấy năm qua dì đối xử không tốt với mấy đứa con rồi, đúng không? Dì à, chị mau xin lỗi dì đi. Im đi. Thôi, không cần đâu con. Dì biết dì luôn là cái gai trong mắt của chi. Và dì cũng biết á là chi không thể đón dì với tấm lòng rộng mở như Mai được. Dì thiệt muốn thay đổi quan hệ dì ghẻ con chồng để nó khác những gì mà người ta vẫn nghĩ. Nhưng hình như khó hơn dì tưởng rồi. Cứ như vậy, dì không biết sẽ còn đi tới đâu nữa. Không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Tính hù ai vậy? Con cũng thiệt lòng đang chờ muốn coi gì sẽ đưa mọi chuyện tới đâu. Em có thể nghĩ là em với nó không thể gần gũi nhau, chứ chưa bao giờ em biết là nó coi thường em đến mức như vậy. Thằng Hoàng nó nói vậy, cậu cũng không thể kết luận là nó coi thường cậu được. Chị hai, em thật không hiểu nổi. Tại chị quá nuông chiều nó, để bây giờ nó trở thành một đứa hỗn láo như vậy đó. Anh hai, bây giờ mọi chuyện nó đã như vậy rồi, em không muốn quản lý nhà hàng nữa đâu. Ra sao thì ra. Kìa, cậu Minh, cậu bình tĩnh lại đi. Anh chị sẽ tìm cách dạy dỗ lại nó. Nhưng mà anh chị có lỗi gì với cậu? Bây giờ cậu lại bỏ công việc, không phụ giúp anh chị nữa. Em không bao giờ nghĩ tới là em sẽ bỏ anh chị. Nhưng còn chuyện quản lý nhà hàng thì em xin thôi. Em chịu đựng hết nổi rồi. Thôi đi, cậu là người lớn thì cậu nên bỏ qua cho cháu. Chuyện có chút xíu mà làm sùm lên chi. Cậu là người lớn chứ có phải trẻ con đâu. Chấp gì ba cái chuyện đó. Dạ, con chào ba mẹ. Con chào cậu. Không dám, chào anh.
Sao cậu nói chuyện khách sáo với con như vậy? Tôi làm sao mà dám đụng tới anh. Đó, nó về rồi đó. Hỏi thằng con trai yêu quý của chị đi. Cậu à, con đi lên lầu đi. Em đã nói hết với chị hai rồi, chị không bao giờ chịu hiểu em. Em xin phép anh hai anh về. Kìa, cậu Minh. Cậu Minh, em sao vậy? Cậu đang không vui mà em còn nói gì nữa? Còn anh nữa, anh nghe chuyện thì phải nghe cả con nói nữa chứ. Có đâu mà chỉ tin vào lời cậu Út. Như vậy không công bằng đâu. Cái gì? Em thích công bằng lắm phải không? Nếu như công bằng á, thì anh đã tống cổ thằng đó ra ngoài đường từ lâu lắm rồi. Còn những cái cứng đầu cứng cổ, hai hoàng tử. Hai thỏ. Sao hôm nay hoàng tử thức khuya vậy? Có chuyện không vui nên chưa ngủ được. Có chuyện gì vậy? Hoàng tử chia sẻ với thỏ ngọc đi. Nhiều lúc cũng chán vì gia đình không hiểu mình. Gia đình nào không vậy hoàng tử ơi, cười lên đi cho đời tươi trẻ. Sáng nay ai xếp bàn ghế vậy? Dạ, tôi xếp với dụng cô. Cái bàn số 5 này tại sao lại để ở vị trí số 8? Bộ anh còn ngái ngủ hả? Xếp lại cho tôi. Dạ. Ông ơi, lên phụ tân tay. Tất cả đều giống nhau mà, sao phải xếp lại chi cho mệt vậy? Dạ, tại tụi tôi lộn. Bạn có lò và không có lò, phải xếp đúng chỗ. Cô quản lý chỉ cần nhìn qua là biết tụi tôi xếp sai vị trí rồi. À, thì ra là vậy. Dạ. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Hả? Anh đang phận. Em đi làm chứ? Giờ em đi nè. Chúc em vui vẻ nha. Anh cũng vậy nha. Lại là cô người yêu của anh phải không? Mà anh cũng rảnh quá ha. Đi ăn nhà hàng của tôi mà nói là đi ăn phở là làm sao? Làm gì vậy?
cô mới là người rảnh. Chuyện của tôi, cô sẽ giờ làm gì? Lo làm gì của mình đi. Chào bạn Hiền. Còn nhớ tôi không? À, anh biết. Anh ở đây làm gì vậy? Hết sức bình tĩnh rồi sẽ biết thôi. Anh à, anh làm gì với dĩ thức ăn của em vậy? Anh đang thử nghiệm mấy món gia vị mới. Lần trước anh chưa kể với em hả? Anh là kỹ sư chế biến thực phẩm mà. Vậy mà nãy giờ em tưởng anh là ảo thuật gia chứ. Coi như anh em mình có duyên. Ăn thử đi em. Ăn. Ngon quá anh. Ai ngờ anh có tay nghề cao như vậy. Hay là em cố ý vậy nè? Mời anh đi một quán khác với em, hiểu không? Rất sẵn lòng. Đi 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 đi. Khoan đã. À, này đã, ngon quá. Dạ em chào hai anh. Anh ăn thử món ở đây đi. Em đãi. Chỉ cần anh cho ý kiến thôi. Chà, hào phóng quá ha. Dạ hai anh dùng gì? Cô cho món này nè. Dạ. Quán này trang trí nhìn cũng được mắt đó chứ. Em thấy cũng bình thường mà. Ừ, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là thức ăn. Để xem sao đã. Dạ mời hai anh. Cảm ơn. Em mời anh dùng thử. Nước chấm không ổn. Có vấn đề gì sao anh? Ừ, theo anh thì nước chấm này không phù hợp lắm với lại món gà số mỡ. Vậy hả? Nói thật với anh, đây là quán của ba mẹ em. Ừ, thật sao? Sao ông nói sớm? Thì em muốn anh nhận xét khách quan mà. Để em về em góp ý cho ba mẹ em chứ. Anh ăn đi. Ok. Ok.
Thức ăn thì được, nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ theo anh chỉ là nước chấm thôi. Em sẽ nhớ điều này. Ăn đi anh. Ăn đi anh. Không biết hôm nay thằng Hoàng nó có làm việc tử tế không nữa. Suốt ngày chỉ biết chống đối cậu của nó. Anh thì lúc nào cũng vậy. Anh phải tin vào con chứ. Cái kiểu ngang ngược của nó, ai mà chấp nhận được. Em phải chú ý đến nó nhiều hơn. Nó hư là tại em, không phải tại anh đâu nha. Cái gì cũng phải từ từ chứ anh. Cho con thời gian để thích nghi. Anh thì lúc nào cũng nóng nảy. Rồi có giải quyết được chuyện gì không? Em nói thiệt, em chịu hết nổi rồi đó. Thôi cậu bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy? Thì thằng Hoàng, con trai của anh chị đó, hôm nay nó không có chịu đi làm. Rồi đùng đùng dẫn một thằng bạn về, rồi khen chê đủ thứ món ăn của nhà hàng mình hết. Cậu làm gì mà ung sùng lên vậy? Nó dẫn bạn bè đến quán thì cũng là chuyện bình thường thôi. Em đó, binh nó hoài à, làm cho nó hư đó. Làm ăn thì không lo làm ăn, còn dắt người về phê bình này nó là sao? Nó làm như vậy á là muốn nhà hàng mình sập tiệm nhanh mà. Em không thể chịu nổi nữa. Thôi, cậu để cho tôi. Đừng có buồn nữa. Mời ăn cơm với anh chị đi. Thôi, em nuốt không có vô đâu. Bây giờ á, em phải ra quán coi chừng quán nữa. Ừ, ngon á. Thôi, chào anh hai chị hai em đi đây. Thôi ăn tiếp đi anh. Sao anh dẫn em tới đây? Từ từ rồi sẽ nói. Cảm ơn. Ủa, bánh xèo thì có gì đặc biệt đâu anh? Em thấy nó dân giả bình thường thôi mà. Đó, đó. Cái mà chúng ta cho là dân giả bình thường, như ở nước ngoài, nó là đặc sản đó em. Chả giấu gì em, anh về đây đã lục sục và đi khắp nơi để thưởng thức những cái mà em gọi là dân giả đó. Mình đang sở hữu những báu vật mà cứ tưởng là bình thường. Sao tự ti thế? Em ăn thử đi. Còn nước chấm ngon không? Dạ. Ngon thiệt á. Em không ngờ anh là Việt Kiều mà lại tinh tế như vậy. Có gì đâu em. Hồi đó ở nước ngoài học xong á, anh đã xin làm phục vụ 3 năm đó em. Để làm gì ạ? Để học tập, để học cách quản lý, để có vốn sống thực tế. Và chỉ cần một động tác đơn giản, chỉ cần nếm một cái là biết nước chấm của nhà hàng em quá dở, mặc dù đồ ăn có thể là rất ngon. Em bái phục anh rồi đó. Em phải học anh nhiều lắm. Mình còn nhiều thời gian mà em. Nhưng anh thấy em không phải là người ngây ngô, không biết gì đâu nha. Em đang có âm mưu gì phải không? Thôi ăn đi em, đồ ăn nguội hết rồi. Dạ. Dạ, chị gọi em. Ừ, em ngồi đi. Dạ, cảm ơn chị. Tôi mới đọc bài viết của Hương Giang. Dạ,
Giang tuy là người mới nhưng mà viết bài cũng rất là khá. Tôi biết tuổi trẻ bây giờ làm tốt hơn thế hệ của tôi nhiều. Coi bộ tôi sắp nhường chỗ cho các bạn để về nghỉ hưu rồi. Dạ, ý chị là sao? Em không hiểu à? Tôi sẽ nói đơn giản. Cô tự ý đưa bài của Hương Giang mà không thông qua ý kiến tôi. Dạ, chuyện này là do... Im! Vậy thì lần sau, cô và Hương Giang tự kiếm đề tài, tự viết rồi tự gửi xuống 30 tập. Trước khi cô vào đây, tôi đã nói rồi. Vị trí của tôi là gì? Cô hiểu chứ? Chị ơi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Lúc đó em có qua phòng của chị, mà chị không có ở đó. Mà tính nóng quá cho nên em gửi thẳng qua phòng biên tập luôn. Chắc cô và Giang phải cảm thấy vui lắm khi nhận được lời khen từ ban biên tập. Cô giỏi lắm. Cô đang làm chuyện vượt cấp, cô có biết không? Lúc đó cô có thể gọi cho tôi một tiếng cũng được vậy. Dạ, em quên thông báo cho chị. Chị cho em xin lỗi à. Em hứa là lần sau em sẽ không tái phạm nữa. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Đừng để tình cảm của tôi và cô bấy lâu nay trở nên xấu đi vì người mới. Dạ em hiểu rồi. Em xin lỗi chị. Vì em mà chị bị la. Không sao đâu em. Có gì đâu mà em phải xin lỗi. Chuyện bình thường thôi mà. Người ta có quyền. Người ta muốn chứng tỏ uy phong thôi. Nhưng mà sếp cũng hơi quá đáng. Chuyện có lớn lao gì đâu chứ. Ừ, chị em mình biết là được rồi. Sao? Cô bé đầy nhiệt huyết với nghề, có vẻ phân vân rồi hả? Không có đâu chị. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh mà. Thôi đi. Anh kẹo em ơi. Chú cho một cây. Bao nhiêu vậy? 5 ngàn. Kiểu bông ngon thật. Hèn gì có người thích giống mình ha. Anh là ai vậy? Sao lại ngồi chỗ của tôi? Cục đá này là của công viên, chứ không phải là của ai đó đâu nha. Ngồi dưới đá mình ăn kẹo, chắc là có tâm trạng. Mặc kệ người ta, chị mà có người rảnh rỗi quá không? Người ta độc thân một mình, không nhà không cửa, không vợ không con, thì rảnh rỗi là đúng rồi. Cũng lạ, có người chưa đánh đã khai rồi kìa. Tôi làm quà cho cô bé. Cô bé gì chứ, người ta tốt nghiệp đại học rồi đó. Vậy hả? Nhìn thấy giống nít quá. Sao nói nhiều vậy? Thôi, cho xin lỗi bằng một cái kẹo nha. Kẹo bông ơi, qua lại đây. Một cây là đủ rồi. Cô cái gì không vui à? Công việc đó mà. Cô làm nghề gì vậy? Cho tôi biết được không? Anh tò mò quá đó nha. Tôi là nhà báo. Còn anh? Tôi hả? Đang thất nghiệp. Tôi có đùa vậy chứ. Nhìn anh hả? Tôi không tin đâu. Thật ra thì tôi mới về nước, đang trong giai đoạn hình thành ý tưởng cho công việc. Khi nào bắt đầu thì tôi cho cô biết nha. Tôi nghĩ không có gặp nhau để nói nữa đâu. Thôi tôi đi đây. Nhất định phải gặp để còn ăn kẹo nữa chứ. Cô ơi, cho biết tên được không vậy? Nguyễn.
Con chào mẹ. Ừ. Hôm nay về sớm vậy con? Dạ. Mẹ chuẩn bị ra ngoài hả mẹ? Ừ. Thức ăn mẹ nấu mẹ để sẵn rồi đó. Con đợi em con về, rồi hai chị em cùng ăn trước đi. Dạ. Mẹ có hẹn với khách hàng rồi. Con biết rồi mẹ. Hôm nay có chuyện gì mà mẹ thấy con gái mẹ hơi khác đó? Dạ không có gì đâu mẹ. Mẹ cứ đi làm đi. Ừ. Có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết nha. Con biết rồi. Mẹ đi làm đi. Thôi mẹ đi nha. Dạ. Mẹ đi nha. Dạ. Chiêu, có chuyện gì mà ngồi buồn mình vậy? Có gì đâu, con nhỏ này nhiều chuyện quá. Có thiệt không? Sao em nhìn chị em thấy nghi ngờ quá à? Đang buồn thối ruột nè. Xạo quá à. Đâu có ai buồn mà mỉm cười như chị đâu. Chị nói thiệt á, trong cái buồn có cái vui. Bật mí đi. Không, cô nhiều chuyện lắm. Tôi mà nói với cô hả, thế nào cô cũng mét với mẫu hậu cho coi. Chị đáng ghét quá à, chị không tin tưởng em vậy trơn. Trời ơi, em học nhanh quá vậy. Ủa, em của chị thì phải nhanh hơn người chứ. Trời ơi, mới khen có một câu á mà nhảy lên tiên rồi kìa. Thì em biết là mình đang đứng đâu mà. Cũng biết nữa hả? Biết chứ. Thôi đi thay đồ đi rồi ăn cơm với chị. Mẹ đi gặp khách hàng rồi. Tức là tỷ tỷ. Nhảy như con khỉ gì đó.
Khả sắc đây, dơ lên. Hà Mã, ăn cho xong rồi chị Mai chơi với con nè con. Không ăn, không ăn. Chị Mai mới chơi với Hà Mã. Ăn một miếng rồi chị Mai mới chơi với con. Hãy giúp bỏ ra tay, xong ra tay. Dơ lên, dơ lên. Hà Mã, con không được hôn với chị Mai. Em nó muốn con chơi trò đuổi bắt cùng với nó. Con nít thiệt là. Dì ơi, bữa nay con mệt dữ lắm. Chắc con không chơi với em được. Má à, chị Mai không chơi với Hà Mã kìa. Chị Mai hư, má đánh chị Mai đi. Trời đất, chút nữa dì còn có việc phải đi. Mà nó quậy vậy á, làm sao đây? Chị Mai phải chơi với Hà Mã. Nếu không, Hà Mã phát banh nhà luôn. Má Sương phải đi làm luôn. Hà Mã hư, không được không? Má ơi, chị Mai chửi con kìa. Má đánh chị Mai đi. Bất quá, nó chỉ là một đứa trẻ. Con làm gì mà khó khăn với nó quá vậy Mai? Dù gì, nó cũng là em của con mà. Thôi, đi về phòng đi con. Chị Mai đâu có thương con. Đâu có muốn chơi với con đâu mà con đòi. Không phải đâu dì. Dì để con trông em. Thôi, để em nó xuống nhà chơi với dì. Không, đi. Mà không chơi má. Mà chơi chị Mai à. Đi. Đi. Anh vào nhà đi. Dạ, con chào hai bác. Ngồi đi con. Dạ, con cảm ơn hai bác. Sao? Công việc ở quán có làm cho con thích thú không? Dạ, cũng có nhiều vấn đề không được như ý lắm. Công việc nào rồi cũng thế thôi con. Thời gian đầu chưa có thích nghi, mình sẽ không có thoải mái đâu. Dần dần rồi mình sẽ quen thôi con à. Dạ. Ăn trái cây đi con. Dạ. Nhưng anh Hoàng á, đang chán công ty của gia đình anh ấy rồi. Nhất là cậu Minh và anh ấy không có hợp nhau. Vậy thì nghỉ đi con. Nếu hai đứa muốn á, bác sẽ tạo điều kiện cho hai đứa đi du học. Còn trẻ mà, đi qua nước ngoài về sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn. Nếu được như vậy thì thích quá. Mẹ của con nghĩ mọi thứ sao mà nó đơn giản quá.
còn trẻ thì phải gặp nhiều khó khăn thì mới nên người được chứ. Tùy theo hoàn cảnh ông ơi. Nhà mình có mình con Giang à. Còn thằng Hoàng á, mình cũng coi nó như là con trong nhà rồi. Điều kiện mình có thì mình lo cho tụi nó, chứ biết lo cho ai bây giờ. Dạ, con cảm ơn hai bác đã thương con. Nhưng con đã có dự định của mình, con sẽ ra ngoài tìm việc làm. Nếu hai đứa không muốn đi du học á, thì hai bác có thể mở công ty cho hai đứa làm chủ. Việc gì con phải ra ngoài làm. Đúng đó anh, bà mẹ thử sức lo cho em và anh mà. Nhưng anh muốn tự lập. Hai bác cứ tin ở con, nhất định con sẽ làm tốt. Ừ, bác rất tin ở con. Chứ con gái của bác á thì bác không tin lắm đâu. Từ nhỏ nó đã quen được mẹ nó cưng chiều rồi. Cái ông này, con gái của mình á, có hư hỏng gì đâu. Với lại tôi đã dạy con rất tốt rồi còn gì nữa. Các con cũng lớn hết rồi, làm gì thì làm, nhưng cũng đừng quên tính đến chuyện của hai đứa đó. Dạ, tụi con sẽ ghi nhớ.